Xin chào mọi người, xin chào chị yêu à. Dạ rồi, em chào mọi người, chào chị yêu nha. Mọi người ơi, nãy thì nó hơi trục trặc kỹ thuật một tí xíu, cho nên là em lên lại live stream nha. Chị nào mọi người vào coi live stream của bên em, nhanh tay để lại comment liền nha các chị nha. Không biết là các chị yêu coi thấy ok chưa? Nãy em thấy bị nghiêng khó chịu quá à, cho nên là em tắt live, em phải sửa được cái điện thoại, sau đó em lên lại cho các chị yêu đây. Hôm nay thì em sẽ lên đầm đi tiệc DT829 nha. Chị nào mọi người vào coi live cho em xin ngay một chấm tương tác ở trên live nè. Em chào chị yêu Minh Phương đã vào coi livestream của em rồi đây. Mọi người ơi, chị nào mọi người vào xem livestream nhanh tay để lại comment liền cho bên em các chị yêu nha. Chị nào mọi người nhớ là tranh thủ hãy đặt hàng ở trên livestream, bởi vì ngày hôm nay cái mã đầm của em mặc đây cho mọi người là đầm DT829 rất là đẹp luôn. Cảm ơn chị yêu Quỳnh Vân đã vào coi live. Xin chào chị yêu Minh Phương nè. Chị nào mọi người xem live thì cho em xin ngay một chấm tương tác nha các chị nha, và nhớ là đặt hàng ở trên livestream luôn. Mọi người ơi, mã sản phẩm hôm nay em mặc đây cho mình là đầm DT829, có hai tông màu, một là mỗi mặc là màu đỏ và có cho chị yêu là tông màu kem. Cảm ơn chị Vũ Thị Dung đã vào coi livestream của em rồi nha. Các chị ơi, đây là một đầm dạ hội mà thiết kế sẽ là dạ áo dài siêu đẹp và siêu sang luôn. Hôm nay chị nào coi được livestream này rồi nhớ phải tranh thủ đặt hàng trên live liền. Vì thứ nhất form đầm này cho em rất là đẹp, và thứ hai lên cho bên em giá cái mẫu đầm này em thấy sẽ là rất rẻ nha các chị nha. Nếu các chị yêu đặt hàng trong livestream, mã sản phẩm đầm này là đầm DT. Mã này cho em là đầm DT829. Hôm nay em có hai màu, một là tông màu đỏ và hai cho bên em là tông màu kem. Cái đầm của em đang mặc đây cho mọi người thì với thiết kế cho các chị yêu đó là có size MLXL cho đến size là 7XL các chị yêu nha. Dành cho những chị yêu nào mọi người từ khoảng cho bên em đó là 80-85kg đổ về đều ok. Và đầm DT829 là một cái đầm dạ hội cho mình dạ áo dài, nhưng mà giá em bán trong khung giờ livestream hôm nay chỉ có 899 thôi. Giá gốc là 1.200.000 đồng các chị yêu nha. Giá ở trên livestream sẽ là 899.000 đồng. Vì vậy chị yêu nào mọi người vào coi livestream này rồi, nhanh tay đặt hàng ở trên live giúp bên em. Mã số sản phẩm là DT829 và kèm số điện thoại các chị nha. Chị nào vào coi live thì chấm bài tương tác giùm bên em luôn nha mọi người nha. DT829 kèm số điện thoại có đơn hàng thành công. Đối với mẫu đầm này của bên em, phần cổ thiết kế cho chị yêu đây là cổ viền ren, toàn bộ viền cho chị yêu đây là viền xếp ly. Form đầm mặc lên cho chị yêu thì sẽ là ôm dáng, và ở dưới sẽ là dáng váy xòe kiểu hơi chữ A một xíu, rất là đẹp nha các chị yêu nha. DT829 này 899.000 đồng. Màu lên cho em một là tông màu kem, hai là tông màu đỏ. Ở đằng sau có khóa kéo cho mọi người và phối viền chít eo cho em như thế này đây. Rất là xinh các chị yêu nha. Vì vậy chị nào mọi người vào coi live reel trong live stream này rồi nhớ là đặt hàng ở trên live giùm em liền. Mã sản phẩm sẽ là mã đầm DT829 và kèm số điện thoại cho em. Rất là xinh mọi người ơi. Đối với mã đầm này, phần cổ lên cho em nó sẽ thiết kế cho chị là phối ren. Ở phần tay này cũng sẽ là có phối ren, form đầm mặc lên cực kỳ gọn gàng nha các chị yêu nha. Mã đầm này cho em thiết kế sẽ là đầm dáng kiểu như là đầm dạ hội, có phối tài cho mọi người luôn. Và ở bên trong mọi người coi giùm bên em nó sẽ là dáng váy nha các chị yêu nha. Vì vậy chị yêu nào mọi người ngày hôm nay đặt hàng ở trong livestream này, tranh thủ chốt đơn cho bên em liền, đó là mã đầm DT829 và kèm cho bên em số điện thoại là mọi người sẽ được lên đơn hàng thành công nha các chị yêu nha. DT829 kèm số điện thoại, giá sẽ là 899.000 đồng và phí ship giao hàng luôn. Đối với dáng cổ này của bên em sẽ là theo đính 3D nha. Phần tay lên cho mọi người là tay phối ren rất là đẹp luôn. Và chất liệu vải của em mặc đây là vải lụa mềm nè. Bây giờ chị nào chuẩn bị đi tiệc mua ngay đầm này cho em. Cái này là đầm dạ hội giả áo dài nha mọi người ơi, chứ không phải là áo dài có quần bên trong nha. Mẫu này là đầm dạ hội giả áo dài cho bên em, chỉ có 899.000 đồng một cái đầm siêu đẹp như vậy. Miễn phí ship giao hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa. Đó là những gì mà bên em cam kết cho chị yêu nha. Vì vậy chị nào mọi người vào coi like nhớ đặt trên like liền cho bên em. Mọi người lưu ý là free ship giao hàng cho mình luôn. Mua về mặc chật mặc rộng em sẽ hỗ trợ đổi size. Đây là form nha các chị yêu nha, siêu đẹp và siêu sang. Sắp tới là 20 tháng 11 rồi các chị ơi. Nếu mà chị yêu nào muốn mua tặng một cái dạ đầm dạ hội mà dạ áo dài như thế này cho cô giáo nè, cho những cái người thân của mình nha, trong ngày 20 tháng 11 các chị có thể là chốt ngay đầm này 899.000 đồng thật sự với các chị yêu luôn. Mua vải gần bằng giá tiền rồi cái đầm rồi các chị yêu nha. Đầm này các chị đi ra ngoài, nếu các chị tự đi may mà người phải mua, phải tiền công, phải tiền thêu này kia, nhưng các chị mua bên em một cái đầm chỉ có 899 thôi, mà các chị còn được thêm free ship nữa nha các chị ơi. Ở đằng sau có thiết kế khóa kéo nè, ở đây làm cho chị yêu đó là viền, viền cho bên em chít eo hai bên như thế này đây, làm không
không bị lộ bụng nha. Phần ở phần áo này cho bên em phối hợp cho chị yêu là họa tiết theo hoa nè, kèm mút lót ngực cho mọi người luôn, và foam lên cho chị yêu rất là đẹp nha các chị nha. Mã sản phẩm đầm này của bên em đó là mã đầm DT829 nè. Ai chốt đơn đầm DT829 này nhanh tay nha mọi người ơi, vừa đẹp vừa sang, mặc lên cho bên em thoải mái cực kỳ luôn. Size của bên em có từ size M này, size LXL cho đến 7XL nha các chị yêu nha. Những chị yêu nào mọi người mua đầm này cho bên em từ khoảng đó là 80kg, 85kg đổ về là đều vừa luôn. Đây là màu kem nha các chị nha, màu em mặc sẽ là màu đỏ. Cảm ơn chị yêu Khanh Nhi lấy mã đầm DT829 size XL. Ok chị Sơn Sơn lấy đầm DT829 nha. Cảm ơn chị Tô Ninh Nguyễn lấy size M DT829 nè. Mọi người ơi, mã đầm này của bên em nha, 70kg, 80kg đều vừa, giá chỉ có 899 thôi. Nếu mà chị nào mua hàng thì cho em xin số điện thoại nha. Em ok chị yêu Nhung Bùi lấy đầm DT829 size M. Cảm ơn chị Ngọc Nguyễn lấy đầm DT829 nha. Ok chị yêu Quang Minh Đinh lấy đầm DT829 nè. 899 rất là rẻ nha, free ship giao hàng luôn. Bởi vì mọi người thử nghĩ đi, một cái mã đầm giả hội cho em, bình thường ở bên trong chỉ có một cái đầm không thôi giá 1 triệu mấy rồi. Mẫu này của bên em giả áo dài nhá chị nha, tốn vải gấp đôi. Kèm theo đó phần cổ viền cho bên em là viền thêu hoa 3D, tay phối ren và cũng là thêu hoa lên cho các chị yêu luôn. Mà cái đầm này chỉ có 899.000 đồng. Các chị được free ship giao hàng đến tận nhà, được hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và đầm này của em dài cho chị là tới gót chân luôn đó, rất là đẹp nha các chị nha. DT829, chị nào mua hàng thì nghe máy xác nhận giùm bên em, nhân viên sẽ tư vấn size. Còn bây giờ em qua mẫu nha. Mọi người ơi, chị nào đặt đầm DT829 mà thấy số lạc gọi tới thì nghe máy xác nhận cho em, 899.000 đồng một đầm và free ship nha các chị yêu nha. Số lượng mẫu đầm này là hàng thiết kế, vì vậy bên em có rất là ít. Mọi người nếu mà đặt hàng thì tranh thủ giùm bên em luôn. Màu em có hai màu nha, một là màu kem, hai là màu đỏ. Hai màu này em thấy màu nào cũng đẹp hết các chị yêu ơi. Màu kem thì nó kiểu sang là nhãn nhặn, nhìn nó sang, công sở trung niên mọi người mặc được. Màu đỏ thì nó nổi bật nha các chị yêu nha. Chị nào muốn là kiểu như nhìn trắng da, nhìn nổi bật lấy cho em tông màu đỏ. DT829 này giá ở trên like sẽ là giá 899.000 đồng, free ship giao hàng nha. Mọi người chốt đơn nhanh tay giùm bên em. Bây giờ em qua mẫu nha các chị ơi. Chị nào mọi người vào coi livestream rồi thì đặt hàng ở trên live giùm bên em. DT829 kèm số 899.000 đồng các chị yêu nha. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ thì em qua mẫu mới à. Chị nào vào coi livestream thì nhanh tay đặt hàng giùm bên em. Mọi người lưu ý là nghe máy xác nhận đơn hàng các chị yêu nha, sẽ có nhân viên của bên em tư vấn cho mọi người. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ qua ngay mã mới nha các chị yêu nha. Em sẽ lên cho chị yêu một cái mã, đó là mã đầm đi tiệc tiếp theo. Những chị nào mọi người mua đầm nào thì phải để lại số điện thoại mới có đơn nha. Mọi người lưu ý đặt hàng không có số điện thoại bên em không lên đơn hàng được đâu ạ. Vì vậy chị nào vào coi livestream rồi đặt hàng nhớ nghe máy xác nhận và cho em xin số điện thoại luôn. Bây giờ em qua cho chị yêu mã số đầm tiếp theo. Một em đầm rất là hot ở bên em luôn, DT831. Cái mã đầm này phải gọi là siêu hot nha các chị yêu nha. Một cái mã đầm gọi là đầm đính đá cao cấp. Chị nào mua hàng thì nhớ nghe máy xác nhận nè. Xin chào chị yêu Hiệp Nguyễn đang coi livestream nha. Mọi người ai vào coi live thì cho em xin nghe một chấm nè. Các chị ơi, nếu mà chị nào đi tiệc á, thì hôm nay nên coi livestream. Tại vì hoặc là chị nào chưa cần có dịp đâu, mọi người cứ thấy đẹp mua về cho em đi. Tại vì đầm nó sẽ là có đợt nha, có đợt mẫu này có hàng, có đợt là mẫu khác có hàng. Cho nên là vì vậy các chị tranh thủ là chốt đơn luôn giùm em. Ở trên livestream thì các chị sẽ được mua những cái mã đầm đẹp mà nó các chị sẽ có hàng sớm nha, không cần phải đợi lâu. Đó, mã nào cũng đẹp hết. Giờ em qua mẫu mới cho chị yêu, đó là một em đầm body các chị yêu nha. Chị nào mọi người vào coi livestream thì chấm bài giùm bên em nè. Giờ em sẽ lên mã mới nha các chị nha. Đây sẽ là một cái mã đầm cho mọi người, đó là đầm đi tiệc màu đỏ. Đầm này là màu đỏ đô nha các chị yêu nha. Đầm đỏ đô rất là xinh. DT831 cho bên em. Đó, trời ơi, đầm này sang lắm. Chị nào mọi người đặt đầm DT829 thì để lại số điện thoại giùm em. Giờ em qua mã mới nha các chị nha. Hôm nay á, là bên em có rất nhiều mã đẹp luôn. Vì vậy chị nào thích đầm đi tiệc thì coi livestream hôm nay cho em nha. Rồi mọi người ơi, em sẽ giới thiệu cho chị yêu về mã đầm tiếp theo. Đó là một cái em đầm đi tiệc rất là đẹp luôn. DT831 mẫu này là mẫu hot bên em nha các chị nha. Phải gọi là siêu hot, tại vì rất là nhiều chị mua cái đầm này rồi. Và ai coi được livestream của bên em cũng đều ưng ý cái đầm DT831 này các chị yêu nha. Mọi người ơi, mã đầm DT831 hôm nay có 3 màu. Một cho bên em là tông màu đỏ,
này, hai là tông màu xanh đen và ba là tông màu đen nha. Em báo giá trước cho mọi người nha, chỉ có 599 thôi, phí ship giao hàng luôn. Đối với một mảnh đầm đi tiệc đính đá tay như thế này mà giá 599.000 đồng và được miễn phí ship thì em đến đây là các chị yêu nên mua liền. Mọi người nên mua liền cho em luôn, 599 phí ship giao hàng nha. Mã sản phẩm là DT831 và kèm số điện thoại trên livestream. Mọi người ơi, đầm DT831 của em đang mặc đây cho mọi người ngày hôm nay rất là đẹp và rất là sang luôn. Chất liệu đầm của em mặc đây cho mọi người sẽ là chất liệu và chất liệu ánh nhũ các chị yêu nha. Mọi người lưu ý nè, mã đầm của em mặc là đầm DT831, có chất liệu cho các chị yêu là chất ánh nhũ nè. Phần cổ này lên cho mọi người toàn bộ đều là thêu hoa luôn và nó sẽ là đính đá bằng tay đó. Các chị yêu coi giùm em cái đầm này nha. Mọi người lưu ý là đầm này của bên em thêu đính toàn bộ bằng tay luôn, rất là xinh. Và phôm đầm là đầm dài qua gối các chị yêu ha. Mã sản phẩm là đầm DT831 và kèm cho bên em số điện thoại. Các chị yêu ơi, đầm này của em thì giá gốc tại cửa hàng đó là giá 899k. Hôm nay em sale trên live trực tiếp cho mình chỉ có 599 và em free ship luôn. Đối với một mã đầm đi tiệc em nghĩ đây là một cái mức giá mềm nha các chị yêu nha. Bởi vì sao? Bây giờ các chị ra ngoài các chị đi mua một cái đầm xé hoa 495.000 đồng, 550.000 đồng rồi, mà cái đầm này của bên em là một cái đầm đi tiệc. Nhìn cho em cái cổ nè, toàn bộ cổ sẽ là đính đá cho các chị yêu nha và thêu hoa 3D. Hoa này là hoa thêu 3D nổi nè, kèm theo đó viền đá này là toàn bộ là sẽ là may tay luôn. Màu em mặc đây sẽ là tông màu đỏ đô, rất là trắng da các chị yêu nha. Chất liệu vải sẽ là chất liệu vải thun ánh nhũ có độ co giãn nhẹ nha các chị ơi. Mẫu này là chất ánh nhũ có độ co giãn nhẹ cho em và em sẽ có 3 màu, màu đỏ, màu đen và màu xanh đen nha các chị yêu nha. Chị nào mọi người đặt hàng thì comment cho em mã sản phẩm là DT831 nha các chị ơi, kèm số điện thoại thì bên em ạ. Dạ rồi, mọi người ơi, chị nào đặt hàng nhanh tay giùm bên em DT831 và kèm số điện thoại các chị yêu nha. Màu lên nhớ chị đây sẽ là tông màu đỏ này, màu đỏ xinh cực kỳ luôn. Màu đỏ này trắng da lắm các chị yêu nha, đầm dài qua gối cho bên em luôn. Vì vậy chị yêu nào mà mọi người lấy cái đầm này của bên em thì nhớ nghe máy xác nhận liền DT831 các chị yêu ha, giá sẽ là 599 và phí ship giao hàng nha. Mã đặt này của bên em có size là MLXL cho đến 7XL. Cảm ơn chị Nam Trương đã vào coi livestream. Ok, chị Ngọc Hòa, cảm ơn chị Diễm My lấy DT831. Đẹp quá, màu đỏ đô DT831 cho chị Nhã Vi. Mọi người ơi, các chị lưu ý nha, đầm này của bên em giá có 599 nè, mà em phí ship giao hàng nè, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nè, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa. Và mã này của bên em thì sẽ là có size cho chị yêu đầy đủ các chị yêu nha. MLXL cho đến size là 3XL cho bên em luôn. Và chị yêu nào mọi người từ 65kg đến 70-80kg này kia đổ về đều ok cho em luôn. Yên tâm cái mã này của bên em nha, bao nhiêu ký các chị yêu cũng sẽ mặc vừa luôn nha. DT831 kèm số điện thoại các chị yêu ai, giá sẽ là 599.000 đồng ở trên livestream. Mọi người coi gần lại giùm em đầm này nha, đầm này sẽ là có mút lót ngực nè, ở trên các chị yêu là viền hoa thêu 3D, ở đằng sau có các chị yêu là khóa kéo nè. Phôm đầm này mặc lên cho bên em giá của nó sẽ là hơi ôm nhẹ các chị nha. Màu cho chị là màu đen nè, màu xanh đen và màu em mặc là tông màu đỏ các chị nha. DT831 và kèm số điện thoại giùm bên em các chị nha, giá sẽ là 599.000 đồng. Trời ơi xinh quá à. Phôm đầm cho em là dài qua gối như thế này đây, mặc lên em nói thật là sang cực kỳ luôn. Và cái mẫu đầm này cho em mặc lên da rất là trắng da, đặc biệt là màu đỏ đô, có 599 thôi mà mọi người có thể là mặc đi chơi nè, mặc đi tiệc nè, mặc tết niên nè, nói chung là nhiều dịp lắm các chị nha. Chỉ cần các chị yêu thấy đẹp, thấy phù hợp là các chị có thể mặc được rồi. Và em nghĩ đầm này các chị mặc nhiều lần chứ không phải một lần. Bình thường mình mua một cái đầm đi tiệc mình mặc cho em một lần nhiều khi mình chán rồi, nhưng mà các chị nhìn cái phông đầm này cho em đẹp, mặc bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp các chị yêu nha. Các chị thấy em lên livestream có rất là nhiều chị coi một lần chưa có đặt hàng đâu, mình coi lần hai, lần ba, lần bốn này kia mình thấy đẹp mình mua các chị yêu nha. DT cho em là 831 và kèm số điện thoại 599.000 đồng các chị nha. Phông đầm cực kỳ sang cho mình luôn, đầm sẽ là dài qua gối ạ. Cảm ơn chị Nhã Vi nha, lấy đầm màu đỏ đô DT831. Chị nào lấy đầm em mặc thì nhớ nghe máy xác nhận, sẽ có nhân viên tư vấn nè. 3 tông màu, 1 là tông màu đỏ, 2 là đen và 3 là xanh đen. 899k giảm còn 599.000 đồng. Bên em miễn phí ship giao hàng đến tận nhà cho mình luôn. Nhìn cái đầm đính đá mà, trời ơi em nói thật là mê luôn nha các chị ơi, rất là xinh luôn. 3 màu cho mình lựa chọn nha. Bây giờ em sẽ chuẩn bị là đi thay mẫu rồi, cho nên là chị nào vào
vào coi livestream, nhớ đặt hàng ở trên live giùm em là DT831 kèm số nha. Ở đây em sẽ có cho mọi người là màu xanh đen nè, em có cho chị là tông màu đen và màu em mặc là màu đỏ đô. Những chị nào ở đây 70kg, 80kg, 85kg đều có size hết, MLXL cho đến size là 7XL luôn, cho nên là yên tâm có size nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu nha, các chị coi livestream đợi em một tí xíu ạ. Bây giờ em sẽ qua mẫu mới, chị yêu nào vào coi livestream rồi thì đặt hàng giùm bên em nha. Bây giờ em đi thay mẫu mới đây, các chị yêu đợi em một tí xíu các chị nhé. Chìa khóa gì? Bà này. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ qua mẫu mới nha. Chị nào mọi người chốt đầm DT cho em 7 DT831599 thì để lại số giùm bên em nha các chị nha. Nếu mà chị yêu nào thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm em. Giờ em qua mẫu mới cho các chị yêu đây ạ. Em lên cho mọi người mã số tiếp theo nha. Đó sẽ là một em đầm hoa rất là xinh, mẫu đầm hoa này của em đang mặc đây cho mọi người hôm nay. Mặc lên cực kỳ gọn gàng luôn nha. Chị nào mọi người vào coi like rồi thì đặt hàng trên like. Mã sản phẩm tiếp theo là DT730 nha các chị nha. DT831 cho chị yêu thương thương này, giá sẽ là sale luôn cho mình, chỉ còn có 599 thôi nha. Mọi người ơi, bây giờ em qua mẫu mới ạ. Chị nào vào coi livestream rồi thì đặt hàng ở trên live giùm em nha. Giờ em sẽ lên cho chị yêu mã số đầm tiếp theo. Đó là mã số sản phẩm cho em là đầm DT cho bên em là 730, đầm này là DT831 đúng không ạ? Giờ em qua cho chị yêu mã sản phẩm đầm DT730 các chị yêu nha. Đây là một em đầm cực kỳ xinh luôn. Mọi người ơi, cái đầm DT730 của em mặc đây cho chị yêu hôm nay là một em đầm hoa. Nếu mà chị yêu nào ở đây thích cái phong cách là kiểu nhẹ nhàng nữ tính thì các chị yêu lấy đầm này nha. Đầm này rất là xinh luôn. DT cho bên em đó là mã DT730 các chị yêu nha. Và màu em mặc đây cho chị sẽ là tông màu màu đen nha các chị nha. Đen hoa cúc kê mà rất là xinh. Chị nào mọi người vào coi livestream rồi thì nhớ đặt ở trên livestream giùm bên em ạ. Mã sản phẩm là mã đầm DT730 các chị yêu nha. Hôm nay chị nào mọi người vào coi livestream thì nhanh tay đặt hàng ở trên live giùm bên em. Mọi người ơi, cái đầm DT730 này của em đang mặc đây cho mọi người. Lên cho chị yêu thiết kế sẽ là váy hoa cực kỳ xinh luôn. Đối với mã đầm này của em đang mặc đây cho mọi người là chất liệu vải ở trên sẽ là vải. Cái này của em đang mặc đây cho mọi người là vải dập ly nè. Phần chân váy của bên em đang mặc đây sẽ là váy hoa. Đối với mẫu đầm này các chị mặc đi dạo phố rất là xinh. Và giá của em đầm này là DT730 chỉ có giá là 399k thôi và phí ship giao hàng các chị yêu nha. Rồi chị nào mọi người chốt đơn thì chỉ cần để lại cho em số điện thoại DT730 và kèm số điện thoại 399.000 đồng các chị nha. Em quay một vòng để chị yêu coi phun đầm giùm em nè, rất là xinh luôn. Dáng váy của em mặc đây là dáng váy xòe, lên cái phom đầm của em đang mặc đây cho chị yêu đây là kiểu cho mọi người là áo sẽ là bét lưng nè, chân váy là chân váy hoa xòe và dài qua gối các chị yêu nha. Mặc lên rất là thoải mái cho bên em luôn. Đối với mẫu của em đang mặc đây cho mình là đầm DT730, chị yêu nào đặt hàng trên live em sale có 399 thôi và em free ship với chị yêu nha. Cho nên là vì vậy chị nào mọi người vào coi live rồi thì nhớ đặt hàng ở trên live giúp bên em là DT730 kèm số này. Mọi người ơi, cái đầm này sale có 399.000 đồng thôi, cực kỳ rẻ luôn. Thứ nhất là chất liệu vải cho em rất là đẹp nha. Vải này lên cho mọi người là kiểu như là áo lập dập ly, còn trên váy là lụa. Và nhiều chị hỏi em là em ơi đầm này có bán rồi không, nhưng mà thật sự em đầm này là đầm liền từ trên xuống dưới nha. Cảm ơn chị Mai Mai đã vào coi livestream của em nha. Đầm này cho em là đầm liền từ trên xuống dưới nha mọi người ơi, mặc lên rất là xinh. Giá đầm chỉ có 399.000 đồng thôi và phí ship giao hàng luôn. Chị nào mọi người chốt đơn đầm của em mặc thì để lại cho em số điện thoại kèm mã sản phẩm DT730 cho bên em các chị yêu nha. Mọi người đối với cái em đầm này thì đầm khoảng 75kg đổ về ok. Hàng này sẽ là đầm hàng nhập Hàn Quốc nha mọi người nha. Cái đầm này cho em không phải hàng Việt Nam đâu. Mã đầm này là đầm Hàn Quốc cho bên em. Form đầm mặc lên thoải mái cực kỳ. Quay một vòng để chị yêu xem form luôn.
rất là xinh cho mọi người các chị yêu nha. Đi chơi nè, đi dạo phố nè, đi tiệc nhạc cho em đều rất là thoải mái. Cái nơi này nè, em cho chị yêu xem kiểu của nó nha. Mọi người có thể là mình luồn qua cũng được nha. Mọi người có thể là luồn qua này thành nơ, hoặc là các chị yêu có thể giấu vào bên trong cũng ok luôn. Tại vì cái đầm này của em là cái nơ này người ta đã được may liền rồi nha, các chị yêu không có sợ bị rớt nha. Phôm đầm này hoa sẽ là màu hoa cúc. Đầm này em về 3 màu mà giờ hết hàng rồi, còn có cái màu hoa cúc này thôi. 75k đổ về là vừa, giá gốc là 450, giá sale là 399k. Đầm DT730 này em bán rất là nhiều rồi, các chị yêu nào mà mua hàng thì tranh thủ liền. Mã này em bán siêu nhiều rồi các chị nha, khách em nhận hàng ai cũng ưng hết. Ok chị yêu Út Hải lấy đầm DT730. Ok chị yêu Hồ Chi Nga luôn nha. Rồi chị yêu nào mọi người đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại cho bên em nha. DT cho em là 730 và kèm số cho bên em rất là xinh luôn. Vừa đi chơi, vừa đi công sở, vừa đi dạo phố, vừa đi tiệc nhẹ, nói chung đi đâu mặc cũng được hết. Áo dập ly có bếp gâm che bụng hoàn toàn, chân váy dán xẻ nhẹ nhàng nữ tính nha các chị nha. DT 730 cho chị yêu Út Hải một cái nha. Rồi chị nào chốt DT 730 lên số cho em mọi người ơi, 399k. Một cái đầm hoa bây giờ trên thị trường giá cũng phải là 400 mấy rồi các chị nha. Nhưng mà cái đầm hoa này em sale cho chị yêu luôn 399k và em phí ship giao hàng cho mình. Em nghĩ đây là một mức giá ưu đãi dành cho mọi người, cho nên là nếu mà chị nào mình đặt hàng thì mình để lại cho em số điện thoại các chị nha. Và mọi người ơi, nếu các chị yêu thấy số lạ gọi tới thì nhớ nghe máy xác nhận cho em luôn. Mã đầm này 399 nhưng mà em phi ship cho mình đến tận nhà, hỗ trợ đổi size cho mình nếu như không mặc vừa nha. 75k đổ về ok. Cảm ơn chị yêu Yến Trang chất đầm DT 730 nghe máy cho em 399 ạ. Bây giờ em sẽ qua mẫu nha các chị ơi. Chị nào mọi người vào coi livestream đợi em một tí xíu, bây giờ em đi thay mẫu mới, sau đó sẽ quay trở lại livestream tiếp theo. Các chị vào coi live sau giúp em nha. Em cảm ơn các chị yêu ạ.